Chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Mẹo Hay Mỗi Ngày sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một mẹo tẩy sạch các vết xước trên nền gạch hoa một cách đơn giản. Trong quá trình chúng ta sử dụng nền gạch hoa, nhà ai cũng sẽ bị trầy xước. Lý do như là chân trống, xe máy, các vật nặng chúng ta lôi kéo nó bị trầy xước cái mặt gạch. Hầu như chúng ta sử dụng các biện pháp lau chùi, tẩy xóa rất là khó. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách để xóa vết xước trên nền gạch hoa một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Như các bạn thấy trên màn hình, cái cửa kính của tôi nó bị sệ và nó tì xuống cái mặt gạch, nó đã làm xước cái mặt gạch. Tôi đã sử dụng các biện pháp tẩy rửa nhưng nó hoàn toàn không có hiệu quả các bạn. Và qua quá trình tìm hiểu, hôm nay tôi đã có một cái mẹo tẩy cái vết xước này. Tôi sẽ thực hiện. Đồng thời tôi sẽ chia sẻ hình ảnh với quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể tham khảo. Chúng ta sẽ làm sạch các vết trầy xước trên nền gạch hoa nhà mình. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị một miếng gạch vỡ hoặc một miếng ngói đỏ vỡ. Chúng ta sẽ sử dụng nước, chúng ta đổ lên vị trí bị trầy xước. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng miếng gạch vỡ hoặc miếng ngói vỡ này, chúng ta mài. Các bạn mài khi nào thấy cái sự ăn mòn của miếng gạch này nó phai ra nước, đồng thời là nó sẽ tẩy vết trầy xước ở trên mặt gạch các bạn. Điều rất là thú vị là sau khi chúng ta tẩy được cái vết ố này, nó không để lại các vết xước của gạch các bạn, mà nhìn mặt gạch nó như mới luôn. Sau khi tẩy sạch được các vết ố, miếng gạch này nó bị ăn mòn mất một ít các bạn. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta quan tâm không phải là miếng gạch nó ăn mòn như thế nào, mà chúng ta quan tâm đó là cái vết trầy xước trên nền nhà của chúng ta nó có hết không. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái giấy ăn này, tôi lau cái nước đi để tôi xem cái mức độ tẩy vết trầy xước như thế nào các bạn nhé. Như vậy là quý vị và các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, sau khi tôi lau sạch nước trên bề mặt đã mài, vết chảy xước đã bị biến mất. Như vậy là tôi có thể kết luận với quý vị và các bạn, mẹo mà tôi chia sẻ với quý vị và các bạn đã hoàn toàn được trải nghiệm thực tế. Quý vị và các bạn có thể tham khảo để sử dụng tẩy sạch các vết chảy xước nền gạch nhà mình. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.